Quang Hiểu Đông không chúc mừng sinh nhật Lộc Hàm, nhà trai đã dứt khoát chia tay. Mới đây, Quang Hiểu Đông bỗng nhiên leo lên top tìm kiếm Weibo vì không hề có động thái chúc mừng sinh nhật Lộc Hàm. Trong khi Lộc Hàm lại đăng bài viết tự chúc mừng sinh nhật của chính mình, thì cô bạn gái lại im hơi không nói một lời. Nếu như những năm trước, Quang Hiểu Đông và Lộc Hàm đều canh khoảnh khắc bắt đầu ngày mới là người đầu tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đối phương. Dịp sinh nhật là khoảnh khắc hiếm hoi trong năm mà cặp đôi nổi tiếng này công khai thể hiện tình cảm. Dù fan couple của cả hai đã chờ Quang Hiểu Đông suốt đêm qua để mong ngóng cô gửi lời chúc đến bạn trai của mình, thế nhưng đến hiện tại, tài khoản Weibo của nàng Tiểu Hoa không hề hiển thị bài đăng mà fan mong muốn. Với hành động này từ nàng Tiểu Hoa, rất nhiều suy đoán, tranh cãi đã nổ ra trong cộng đồng mạng. Những năm trước đều rất tình cảm khi canh đúng không giờ để gửi lời chúc mừng cho nhau, nay không có thì fan tự hiểu đi. Rất nhiều cặp đôi chia tay cũng lộ động thái lơ đẹp nhau, một khoảng thời gian sau thì họ mới công bố. Chưa nói trước được điều gì, lúc nào dân mạng cũng ngóng cặp này chia tay thì phải. Lộc Hàm dũng cảm công khai tình yêu ngay khi đạt đến cao sự nghiệp, hà cớ gì chia tay mà anh ấy lại không dám lên tiếng. Tôi vẫn tin rằng couple Hàm Đồng vẫn rất hạnh phúc. Bên cạnh đó, có rất nhiều động thái cho thấy cả hai đã thực sự chia tay nhau từ năm ngoái. Quang Hiểu Đông là thành viên cố định của show Vương Bài đối Vương Bài. Trước đó, có rất nhiều khách mời nhắc đến Lộc Hàm trước mặt nàng Tiểu Hoa, thế nhưng tất cả phân đoạn này đều bị chương trình cắt bỏ. Trong khi đó, câu từ trong bài hát mới nhất của Lộc Hàm cùng ân ý thể hiện chuyện tình cảm tan vỡ. Đường một chiều làm sao dừng được, mỗi trạm dừng chân đều có người rời đi, chúng ta muốn giữ lại quá nhiều, cho đến khi chúng ta quên những gì chúng ta có. Trên trang Douban, có người tung ra tin tức cho biết Lộc Hàm và Quang Hiểu Đông đã chia tay vào năm ngoái. Một số dân mạng đã bình luận thêm chi tiết về sự việc này ở dưới bài viết trên. Chuyện chia tay là do nhà trai, dù nhà gái đã tìm cách hòa giải, níu kéo, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, đã 6 tháng trôi qua. Thời gian gần đây, Quang Hiểu Đông và Lộc Hàm không còn thể hiện tình cảm với nhau nữa. Phóng viên cũng chẳng bắt gặp được những khoảnh khắc tình cảm giữa họ trong cuộc sống hàng ngày. Những hành động này quá thật rất dễ khiến dư luận suy đoán Lộc Hàm và Quang Hiểu Đông đã chia tay. Đến thời điểm hiện tại, hai bên cũng không lên tiếng khi tin đồn về họ đang lan truyền khắp các trang mạng và truyền thông.